hôm nay ngày 19 tháng 9, huyện Quảng Xương tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2024. Trong thời gian một ngày, gần 100 cán bộ công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các xã thị trấn, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan đơn vị, chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra giám sát của các chi bộ trực thuộc huyện ủy Quảng Xương đã nghe các báo cáo viên truyền đạt một số chuyên đề: giám sát, xác minh kê khai tài sản, thu nhập cá nhân, công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, những điểm mới trong chỉ thị 35 về đại hội đảng các cấp và quy trình nhân sự ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030, công tác giải quyết đơn thư tố cáo trước thềm đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2030. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các cán bộ công chức thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, phương pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, đáp ứng yêu cầu xây dựng đảng trong tình hình mới tại địa phương.